Rồi. Câu số 18 là Paul cảm thấy đấy đã thất bại. Yes. Bây giờ tiếp lại những con cá heo ha. Mũi đó. Rồi, câu hai câu cuối cùng đi Minh. Dạ, để con làm hai món hình hành đi. Rồi, đừng dừng cho con 2 phút nữa nha. Con dịch câu ra rồi. À, đọc tiếng Việt tiếng Anh này. Đọc tiếng Anh trước rồi dịch. Thầy thầy kêu con đọc chứ thầy không kêu máy đọc nha. Rồi. One dolphin copy exactly what Paul did in the water. Yes. Tiếng Anh là tiếng Việt. Rồi đọc trước hai câu rồi dịch. Paul. Paul was playing when the new guys. Yeah. Finally called onto the boat. Back onto the boat. Yes. Oh, giờ tiếng Việt. Thầy đó, con dịch chứ không có máy dịch. Một con cá heo sa chết hoàn toàn những gì mà bầu đàm trong nước. Ừ, ở đây cái này ai dịch sao chép, đây mình dịch là bắt chước ha, ứng dịch sao chép bắt chước, còn từ nào nó không biết không? Copy bữa sao chép hả chị? Bắt chước copy tự nhiên copy là gì? Copy bài ấy, đúng không? Copy là gì? Copy bài. Ừ. Copy bài là bắt chước. Copy là sao chép mà. Follow. Bắt chước mình có thêm một động từ nữa là imitate. Ừ, hay lắm, dịch từ Mỹ hay lắm. Ồ, em có dịch đâu? Mình, how do you spell it? Ồ, hỏi chung là how do you spell it? How do you spell it? Ôi, ấn còn sao? Chưa rõ luôn. How do you spell it? How do you spell it? Dùng thầy đi. Không biết đâu. Đây. Chú. How do you spell it? Bắt trước nó ơi. Đúng không? How do you spell it? Mình? Imitate. Bắt trước là từ gì? Continue Minh, câu 20. Paul rất hài lòng khi những dịch viên cuối cùng đã gọi họ trở lại. Yes. Paul hài lòng ha. Khi mà hướng dẫn viên cuối cùng cũng họ gọi họ quay trở về thuyền rồi, correct. Rồi. Rồi, vậy coi em thầy những câu mà đề bài cho đây thì câu nào đúng và câu nào sai, được chưa? Correct or incorrect? Chờ xíu, chụp cũng được, hai xíu thì cũng show lại cho mấy đứa coi nha. Thì cũng rước lại cho mấy đứa coi. Con mực. Rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ xuống đọc thầy những cái đoạn văn phía dưới này ha. Ok thầy. Rồi. Câu đọc câu 1, đọc về 1 nha. Rồi. À sao? Dolphin trip ha. Câu đọc về 1 nha. Rồi, anh có thể là dolphin trip, alright. My family has always been huge fans mm-hmm. of New Zealand. My mom comes from the capital, so we stayed up and went to went for a holiday there. We started with a week in the city she grew up in. After that, we toured around for a while before ending up by chance in Kaikoura, a small town on the coast. The first evening, it seemed rather too late, but the next day I remembered what I read about it, that it was often possible to see dolphins and whales there. I'll always think of Kaikoura as the place where I finally at shop it. My lifelong ambition. Achieve. My lifelong ambition. Ambition. To swim with wild dolphins. Yeah. Rồi, dịch em hay đi. Gia đình tôi có. À, gia đình tôi luôn luôn là một fan bự, fan khổng lồ New Zealand. Mẹ của tôi đến từ. Rồi, đợi một xíu ha. Thành phố capital là thủ đô. Nhưng tán chấm luôn. Trời ơi, để tôi cũng tán chấm. Xuống đây. Sâu rồi. Rồi, continue dạ, dạ không? Vì vậy chúng tôi set up là sao này? Rồi. Set up là lưu lại. Chúng tôi lưu lại và để đến đó cho ngày thì bị kỳ nghỉ. Chúng tôi đã bắt đầu với một bọn ở cái thành phố mà cô ấy đã sinh sống. Ở đây lớn lên chứ. Sau đó chúng tôi đi du lịch around xung quanh cho đến khi ở for a while là lâu khoảng thời gian trang là em đi up by trước khi gì kết thúc cái cơ hội đúng không một cái thành thủ đô thủ trấn dạ ở on the coast là biển ha rồi cái đêm đầu tiên nó it's been a rated to place có nghĩa là nó trong it seems như là nó trông như là ha đợi thì xíu. Rồi cái đêm đầu tiên thì nó trong nó a place to not có nghĩa đây rồi doom có nghĩa là buồn lẽ chán không phải mới học lần mới
very sad. Ở dưới là run. Có lửa đâu tại em chán. Nhưng cái ngày kế tiếp tôi đã nhớ rõ với I read about it là đã đọc về cái đó. That's it. Đó là một cái it was often possible to see là cái nơi mà có thể thấy cá heo và whales là con cá voi ở đó. Right. Tôi luôn luôn nghĩ về Kaikoura là một cái là như một cái nơi mà tôi để tìm được cái lifestyle có nghĩa là tôi đã luôn nghĩ rằng Kaikoura như là một cái nơi mà cuối cùng tôi cũng đạt được cái tham vọng ambition ha, ambition như là tham vọng ha. Lifelong là cái gì đây? Sống dài. Tham vọng trong suốt cuộc đời của tôi ha. Là bơi với cái họ cá heo hoang dã. Yes, để bơi với những con cá heo hoang dã, được chưa? Rồi. Very good, thank you. Next paragraph. Rồi, con. Next paragraph. Chạy em đi, nhường em đi. Rồi, nhanh đi. Con đọc đi. Nothing when I set off over the country of Hong Kong, riding with a number of other people on a small boat. However, the skies turned blue and we raced across the waves in the sunshine until we finally reached the place where we were supposed to go. To go swimming. To my surprise, this was more than 40 kilometers from land. I was quite cold by this time and really started to wonder why my family had let me come all the way out there. But suddenly someone shouted, "Don't think." Yes. Rồi, thì nhìn thấy đi con. Gia đình tôi và tôi Set up là bắt đầu. Bắt đầu trên con cá vịt cá họ cá. No. A dolphin trip luôn ha, đây là một cụm ha. Rồi. Nghĩa là gì cho con? Danh từ nghĩa là gì? Đây là một cụm danh từ ha. A dolphin trip rồi. Dạ hơn dạ. Con đi ra hơn xuống dưới phòng chất cũng được. Không có tập trung mấy quay camera này, mình biết hết. Chất cặp luôn, hôm nay không có học ca này luôn. Bà con mấy lần học cho mấy đứa toàn. Chứ về chắc kiếm tiền cái gì vậy? Dạ vậy. Một chuyến cá heo trên lặng. Không là lặng. Trên lặng. Lặng. Một chuyến gia đình tôi và tôi đã bắt đầu ha. Bắt đầu một cái chuyến đi. Gọi tên chuyến đi là chuyến đi cá heo ha. Chuyến đi cá heo lặng. Rồi, chuyến đi cá heo. Rồi, chuyến đi cá heo trong một cái ngày lạnh và sáng ha. Yeah. Ừ, tối đấy, lạnh và tối á. Rồi một ngày là sáng. Rồi tối, lạnh và tối nha. Với a number of other people với lại những người khác, được chưa? Trên một cái, nhỏ. Yes, trên một cái con thuyền nhỏ. However. Tuy nhiên. The sky là. Trời. Yeah. Sớm đổi trời sớm đổi thành màu xanh dạ sớm
quay lại màu xanh ha. Và chúng tôi và chúng tôi race across là băng qua rồi. Băng qua những con sóng. Băng qua những con sóng trên trong là những trong trong sunshine là ánh nắng mặt trời nha. Rồi. Cho tới khi cho tới khi chúng tôi cuối cùng cũng reach. Rồi Vi, Tường Vi biết đọc từ này chưa? Reach. Nhớ không? Thì reach từ này nè. Rồi cuối cùng cũng đạt được ha, hay là cũng đến được. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cái nơi mà chúng tôi suppose là chúng tôi đến chúng tôi cho rằng ha. Chúng tôi cho rằng là sẽ đi bơi. Chúng tôi rằng có thể bơi ở đây ha. Tôi rất là ngạc nhiên. Yes. To my surprise, nghĩa là là không to my surprise đây có nghĩa là cái sự ngạc nhiên của tôi ha. Cái đó là hơn 40 km trên trên đây từ đất liền. Tôi rất là im, tôi đã tôi khá là lạnh ha. It's quite here, khá là lạnh. Yeah, by this time là bây giờ. Ngay bây giờ ha. Ngay bây giờ tôi khá là lạnh. Và thật sự bắt đầu tự hỏi là tại sao gia đình của tôi cho tôi đi đến chỗ này. Yes. Tại sao gia đình của tôi bắt tôi ha, make me come all the way out there, nghĩa là bắt tôi đến tận nơi này ha. Đột nhiên có một người yes hét lên cái heo. Yes, suddenly có nghĩa là ngẫu nhiên, đột nhiên ha. Rồi đột nhiên có một người hét lên dolphins, nghĩa là cá heo kìa ha. Rồi next paragraph V. Dạ, nhớ vậy. Rồi, đọc tiếng Anh. Đọc tiếng Anh đi, xíu là phụ dịch nè. Hey. All I could see were fins. Rồi, yes, fins. Fins everywhere. There were more than 100 dolphins. On swimming towers or boats. Many of them were jumping around in the water as if they were asking us to come play. I put on my snorkel and jumped into the sea. Snork. Okay. Rồi listen. Nghe thứ tự nó đọc sao ha? Snorkel. Rồi. Snorkel. All right, listen. Yes, snorkel. Hả? Là cái gì con? Jumped. I put on my snorkel and jumped into the sea, and where I looked, all I could see was the dolphins swimming under me and around me. Then I remembered the guide told us to mess out in the water to attract them. Yeah. So I did, and actually heard the making similar sounds. As if they were trying to answer me. Yeah. I even made eye contact with one dolphin.
And what it it and what not watch it and what and what it yeah. carefully as I swam round in the circle. Yeah. Amazingly, the dolphin on not followed. Yes, followed me. But then change his mind. Yeah. Although it kept eye contact with me all the time, it really made me realize how intelligent. Yes, intelligent. And beautiful this creatures. Nhân từ ha, creatures. Rồi, dịch dùm thầy đi, đi. Không gì, tôi đã có thể thấy là fin. Fin đây có nghĩa là vây cá hả, những cái vây cá. Không gì, tôi có thể thấy là những cái vây cá ở khắp mọi nơi. Ừ. Ờ, ở rồi. Đó. Có hơn ha, there were, giống như kiểu there are ha, were có thứ đó. Có hơn bao nhiêu đây? Có hơn a hundred là 100 con cá heo, 100 100 rồi 100 con cá heo. Dạ. Yeah. Rồi sao nữa tất cả? Hả? Towards. Rồi. Towards đây có nghĩa là. Rồi. Tất cả đều hướng đến ha. Dạ. Yeah. Tất cả vơi hướng đến cho con tàu chúng. Tôi nhiều trong số họ. Mấy giờ phim đây mình dịch là nhiều con ha. Nhiều con đã nhảy xung quanh trên ở trong nước như họ như nó sẽ là nhiều con nó đã nhiều con nó nhảy xung quanh ha. Trong nước nó hỏi chúng tôi đến mà chơi ha. Ask us nghĩa là mời ha. Mời đang mời gọi chúng tôi đến và chơi ha. Put on là đặt cái snorkel là cái ống thở ha. Tức là cái ống thở và nhảy xuống biển. Yes. Khắp mọi nơi tôi đã thấy đã thấy gì? Tôi có thể thấy là những con cá heo đang bơi dưới tôi và xung quanh tôi. Dạ. Đó, tôi sẽ nhớ rằng the guide là thầy. Người hướng dẫn ha, giống như tour guide chứ ha, là hướng dẫn viên á, là người hướng dẫn. Đó, tôi đã nhớ là người hướng dẫn đã nói với tôi giống cái giọng. That towards là nói với chúng tôi, nói với chúng tôi là nói với chúng tôi làm cái tiếng ở dưới nước, làm giọng nói dưới nước. Chúng ta tạo ra âm thanh trong nước để mà để attract động từ ở đây có nghĩa là thu hút. Thu hút. Yes. Thu hút chúng ha. Rồi. Chúng. Nên tôi đã làm và thực sự là và tất nhiên actually là tất nhiên ha. Nghe những cái âm thanh tương tự như vậy ha. Rồi. Như là nếu chúng tôi như thể là chúng đang cố gắng gì đó, chúng đang cố gắng để mà trả lời. Trả lời tôi ha. Rồi. Tôi thậm chí để làm công gì ta. Giờ eye contact là giao tiếp bằng mắt được chưa? Chỉ để cho yes, với một con cá heo và quan sát chúng. Mà đã quan sát chúng rất cẩn thận. Như tôi đã bơi dưới, tôi đã bơi xung quanh một cái hình tròn. Dạ. Rất tuyệt vời ha. Dạ, thật là tuyệt vời ha. Amazingly. Con cá heo hầu như đã theo tôi. Dạ. Nhưng sau đó thay đổi cái tâm trí của nó. Dạ. Hầu như nó đã giữ cái giữ cái contact
chắc là giải thích bằng mắt với tôi trong suốt khoảng thời gian. Nó thật sự đã làm tôi nhận ra như thế nào. Sự thông minh và xinh đẹp của these creatures là những cái loài động vật này ha. Rồi, thank you. Continue the last paragraph. Mình rồi đọc cho thầy ha. Trước đi. Hour of swimming. Yes. The guys go us. Yes. To get back onto the boat. Yeah. Although I had enjoyed myself, I was keen to leave the water by then as I was very cool. I got dry. I noticed that everyone on earth was smiling. Yeah. I realized. Yes. What a very special moment. We had. I will never forget that experience. Yeah. Kakoda. We were always special in my heart. Yeah. Rồi, để tìm thấy nhé. Sau một tí, anh hả? Gọi, quý trưởng viên gọi chúng tôi trở lại thuyền. Mặc dù tôi vẫn thấy thích thú. Dạ, yeah, bản thân tôi ha. Dạ. I was keen to leave the water. Yes. Tôi đã muốn rời khỏi nước ha. Bởi vì tôi cảm thấy lạnh. Yes. Khi tôi khô đúng không? As I got dry đó kia là khô ráo chưa? Rồi khô ha, rồi sao nữa? Tôi đã thông báo rằng thông báo rằng mọi người ở trên tàu cười. Yes, đã mỉm cười ha, rồi đã cười rồi gì nữa. Và tôi nhận ra nhận ra cái khoảnh khắc rất là special, là đặc biệt mà chúng tôi đã có. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi. Dạ, tôi không bao giờ quên cái kinh nghiệm này ha. Kinh nghiệm và cái Cora rồi sẽ luôn ở một là một nơi đặc biệt. Yes, một trí đặc biệt trong tim tôi. Yes, alright. Intelligent nghĩa là thông minh thôi. Rồi nhớ lại những cái hồi nãy mình đã dịch không? Những cái câu ở trên đầu á. Không. Không đúng rồi, bây giờ quay lại tìm kiếm chứ ha. Rồi, con biết câu số 1 sai luôn. Giỏi dữ vậy. Right, rồi, come back. Rồi, ở đây mình làm từng câu trước ha. Rồi, đầu tiên, Paul has family connections with the place he first visited in New Zealand. Đúng. Rồi. Có nghĩa là Paul có một cái sự kết nối gia đình, đúng không? Với cái nơi mà anh ấy lần đầu tiên anh ấy đến ở New Zealand ha. Rồi coi thử come back ha, quay lại để xuống dưới cái đoạn này ha. Rồi khi mình đã đọc xong hết cái đoạn này thì đã xuống dưới, ok được chưa? Mình sẽ đọc, bắt đầu mình đọc lướt.
nha, đọc lướt nha, mình sẽ đọc lại đó. Ok, đọc nhanh ha. Xem thử trong này có cái câu nào có chứa thông tin của câu 11 không? Được không? Rồi. Rồi, câu nào có thông tin của câu 11 đây? Cái đó là thêm mà em là have always been huge fans of New Zealand. My mom comes from Connection. Hả? Connection là sự kết nối nha. Rồi, có nói không câu? Đoạn đầu tiên. Đầu tiên nhìn thấy cái đoạn đầu tiên trước ha. Rồi. Đoạn đầu tiên. Đoạn đầu tiên có nói về cái sự kết nối giữa Pons với lại cái gia đình đặc biệt này không? Rồi, gia đình đặc biệt mà trong bài muốn nói là cái nào đấy được không? Hả? Dolphins, đúng không? Rồi. Rồi, nếu như mình không hiểu mình quay lại câu số 11 được chưa? Sai thầy. Đây. Thầy ơi. Yeah. Ambition. Đâu câu? Ambition. Ambition. Yeah. Câu số mấy câu? Ambition. Ok. Ambition hồi nãy thầy cho là rồi có nghĩa là tham vọng ha, tham vọng rồi đó là danh từ nha con. Chung là ảm đạm ha. Rồi. Chán ngắt. Chán ngắt. Rồi. Rồi. À, khi tôi đọc số 11 thì con phải nhớ được cái thông tin của câu số 11 đang nói về cái gì. Được chưa? Để mình quay xuống. Sai. Rồi. Pick, choose, false, right. Rồi, con chọn đúng đúng không? Chọn F mà, để chọn. Nãy em chọn chung mà, em chọn C mà. Em đổi lại mà, cô ơi. Ủa, em đổi lại hả? Em đổi lại trước chị mà. Ờ, vậy hả? Nhưng mà chị đâu có chọn C đâu, chị đâu có đổi lại đâu. Thì thôi, nó đã kìa. Rồi. Em chọn là gì? False. Rồi, how about you, Minh? Câu số 11 nè. Em làm cái vệ sinh của chị Hi à. Rồi, có nghĩa là nó sai đúng không? Rồi. Nhưng nhìn lại trong bài coi thử nó có nói là sai không? Tại vì là thằng cái gia đình này của gia đình của cô là kiểu như là đã luôn luôn là một cái fan bự của New Zealand rồi. Chứ đâu có nói cái đó không? Đâu nó kết nối gì? Không nói kết nối gì hết đúng không? À, tại đâu cần em xin lại. Tại câu 11 là có một gia đình kết nối với lại cái gì cái nơi mà anh ấy để lần đầu tiên Pose. Có sự kết nối gia đình hai, có thể nói là gia đình kết nối rồi. Nói với một địa điểm anh ấy lần đầu tiên đi đi rồi. Rồi. Rồi, có phải đọc từ trên xuống dưới này, hồi nãy mình đã đọc rồi, đọc từ trên xuống dưới mình có thấy một sự đặc biệt là Pose có sự kết nối với lại Joe thì sao? Có không? Có không? Có. Ừ, đúng không? Ủa? Ừ, có. Ờ, nè, ở dưới nó có nói eye contact này, keep eye contact này, đúng không? Ờ, có liên lạc bằng con mắt nè, đúng không? Dolphin nó cũng trả lời lại nè, đó. Những thông tin đó cho mình biết được là Pose nó có sự kết nối với lại gia đình cá heo. Được chưa? Hiểu không? Tại câu hỏi không rõ ràng. Sao không rõ ràng? Nên
Nếu mà câu hỏi số 1 mình phải nói đoạn 1 với thầy. Nếu mà câu hỏi số 1 mình phải nói đoạn 1 thì nó mới liên quan. Không, câu hỏi số 1 nó có thể nằm trong bất kỳ đoạn nào ha. Miễn là mình kiếm được thông tin là nó nằm chỗ nào. Nên thầy mới nói tụi con là đọc đoạn 1 trước, được chưa? Có thông tin nó nằm chỗ nào. Nếu có thông tin, có thông tin hoặc không có thông tin nha. Nếu mà không có thông tin mình chỉ xuống đoạn thứ hai, được chưa? Nếu mà có thông tin thì mình chọn luôn. Được không, được không? Rồi. Đây. Câu cuối cùng của đoạn thứ nhất, con thấy chưa? Rồi. Có phải nó nói là I always think of Kaikoura as the place where I finally achieve my lifelong ambition. Ambition. Nãy ambition thì nói là tham vọng đúng không? Yes. Có nghĩa là cuối cùng thì Paul cũng đạt được các tham vọng trong suốt cuộc đời của anh ấy. Đúng không? To swim with my dolphins. Được chưa? Cái đoạn đầu tiên nó sẽ tóm tắt lại những thông tin ở phía dưới này. Đúng không? Rồi, vậy câu số 1 mình sẽ chọn là gì vậy? Chú. Được chưa? Hiểu không Minh? Liền. Hiểu chết liền. Đúng không? Rồi, như đại thầy nói đó, Pulse có một sự kết nối với lại gia đình cá heo ha. Khi mà Pulse phát ra âm thanh ở dưới nước thì cá heo nó cũng là nó cũng trả lời lại, nó cũng đáp lại đúng không? Rồi câu số 1 mình sẽ chọn chu, được chưa? Đó, câu số 1 đúng rồi. Câu số 11 ha, sorry. Next, câu số 12 ha, number 12. Con và gia đình của anh ấy đã chọn đi Kaikoura như là một phần cái chuyến đi của họ ha, như là một phần cái chuyến đi của họ. Rồi xem thử phone có đúng vậy không? Đúng rồi thầy, chú thầy. Đâu, đâu con nào nói? À, gì ta đâu vậy? Chúng tôi đã bắt đầu với một tuần ở trong thành phố với để lớn lên trong một sau đó hả? Đó, chúng tôi tour về around for a while before and then back. Đâu? Nhầm, sai thành phố vậy. Phố đúng không? Đâu có nói là cái Kaikoura là một phần của chuyến đi đâu. Đúng không? Con thấy vậy không? Nice là sao con? Awesome, man. Right. Đúng không? Dạ, sai. Rồi. Kaikoura không phải là một phần của cái chuyến đi này, được chưa? Tại vì sao? Trong bài nó nói là rồi. Trong bài nó nói là gia đình của Pulse đã lưu lại nơi này và có một chuyến đi ở đây ha, và đã có một chuyến kỳ nghỉ ở New Zealand, nhưng mà không phải là ở Kaikoura, được chưa? Sao con? Expected. Coast là bờ biển ha. Gần bờ biển. Bờ biển nhưng mà gần bờ biển ha. Rồi, expect, động từ expect là mong chờ, trong mong chờ mong đợi ha. Động tình nha con. Bỏ đi. Đúng
Rồi. What's up for this? Rồi, có phải trong đoạn đầu tiên nè. Đúng rồi, nước đoạn đầu tiên ha. Rồi, trong đoạn đầu tiên thì Paul có nói là after that là cái là sau đó thì we tour, sau đó sau cái ngày mà tới New Zealand chúng ta thì gia đình của Paul mới có một chuyến đi around for a while before, trước khi mà kết thúc cái cơ hội ở Kaikoura. Đâu phải là khai khô rồi, đâu phải là một phần cái chuyến đi đâu. Rồi, cho nên mình chọn là phone. Phone, đi không? Rồi. Phone, F-A-L-L phải? F-A-L-S-E. Phone. S-E hả? F-A-L-S-E. Yes. S-E. Yeah, S-E. S-E. Rồi. Next. Number 13. Qua câu số 13 ha. As soon as, nãy thì dịch as soon as là ngay khi. Yes, ngay khi Paul gì đấy con? Ngay khi Paul đến nơi đến Kaikoura. Anh ấy mới biết là nói là nhìn những con cá heo ở đó. Yes. Alright, ngay khi Paul đến Kaikoura thì anh ấy biết được là anh ấy có thể gặp một vài con cá heo ở đây ha. Rồi, vậy như là vậy thầy, có phải là ngay khi anh ấy đến là anh gặp được không? Chung, tại the first evening is the array the door. Đúng rồi, đầu tàu phải, tàu. Có thể nhìn thấy mẹ bên The first evening là anh ấy cho là đúng không? Anh ấy cho là cái nơi này rất là một nơi rất là nhàm chán ha, rất là tẻ nhạt rồi. Rồi nhưng mà ngày hôm sau đúng không? Nhưng mà ngày hôm sau đọc tới chỗ nhưng mà ngày hôm sau này. Nhưng mà ngày hôm sau nó nhớ là nó đã đọc trên cái giờ tờ giấy gì đó thì sẽ thấy dolphins kia. Thấy đó, dolphins ở đây đúng không? Ờ, nhưng mà chưa gặp đúng không? Có thể. Có thể nhìn thấy đúng không? Nhưng mà tới ngày hôm sau đúng không? But in the next day đúng không? But the next day đúng không? Nhưng mà trong khi đó cái câu của đề bài lại ghi là as soon as, ngay khi đó luôn, ngay khi tới thầy cô rồi gặp. Là false, được chưa? Rồi, vậy câu số 13 mình tiếp tục chọn phones. Rồi, câu số 14. Rồi, câu số 14. Thời tiết tệ hơn đúng không? Thời tiết tệ hơn đúng không? Tại sao? Tụi con nhớ thông tin không? Sao không? Do là trong này đó ta không ghi là về thời tiết tệ. Không ghi thời tiết tệ đúng không? Dạ. Phía dưới nè. Nhìn không thấy, không phía dưới đúng không? Đây. Có phải là my family and I set up a dolphin trip đúng không? Trong một cái ngày bắt đầu cái chuyến đi này trong một cái ngày tối đúng không? Gray, một ngày xám xịt và một ngày như là một ngày đêm tối, một ngày tối. Tối vừa tối mà lại vừa. Vì gì đấy con? Cold. Lạnh. Đúng không? Vừa tối rồi lại vừa lạnh đúng không? Có nhiều người khác trên tàu ha, có những người khác trên tàu, trên cái thuyền. Nhờ đọc đi tới câu tiếp theo. Tuy nhiên bầu trời đã sớm trở nên xanh đúng không? Rồi sớm trở nên xanh nghĩa là nó trở nên hết lạnh là nó sẽ đẹp hơn đúng không? Nó đẹp hơn. Vậy cho nên nó có phải là thời tiết xấu không con? Dạ. Nếu mà trời xanh, trời trong xanh, trời đẹp, phải thời tiết xấu không?
Nope. Nope đúng không? Vậy nên nó sẽ là? True. Hả? True. True or false? I'm for false. False đúng không? Rồi câu số 14 tiếp tục. False. Last câu số 15 ha. Mong chờ trong đợi khô đã trong đợi để được đi bơi. Gần đất liền ha, gần đất liền hơn. Đúng không? Rồi, tiếp tục đọc phía dưới nè. Rồi. Tiếp. Câu hỏi là gì em quên rồi ta? Paul đã mong chờ cô đã trong đợi để đi bơi ở gần đất liền đúng không? Ở đất liền hơn. Rồi. Khi mà tới nơi này đúng không? À. Suppose là gì đó? Vì vậy ha. Cho rằng. Yes. Phone. Đi bơi. Rồi, tiếp câu tiếp theo là to my surprise. This was more than 40 km từ đất liền. Từ đất liền. Cho nên nó không có gần đất liền. Nên nó không gần đất liền. Ừ, nó cách 40 km là con. Cách 40 km hả? Phone. Hơn 40 km đúng không? Đúng. Từ đất liền 40 phẩy mấy. Alright, I was quite cold by this time. I really started to wonder why my family had made me come all the way out here. Alright. Rồi, anh ấy có mong chờ, anh ấy có trông đợi không? Có. Có không nè? Dạ. Anh mong chờ trông đợi không? Câu hỏi là anh ấy mong chờ đi bơi. Ừ. Có thầy. Có luôn. Có thầy, cái nơi mà chúng tôi đã nói là đi bơi nhưng mà cái hẹn dùng của tôi nó không cách 40 km đâu. Thì until we finally reached là gì thầy? Ừ, đâu? À, gì? Until we finally đâu, no, where is it? My family đúng không? Ở trên. Đây đúng không? My family ở đây. Đây nè. Đó. Đây nè. Thì thẳng qua một kêu luôn. Đó là gì là until we finally đầu kêu kia thầy. Cái sai thầy. Until đúng không? Cho tới khi chúng tôi cuối cùng cũng tới đất liền ha, reach the place, tới được cái nơi mà chúng tôi sẽ bơi đúng không? Suppose đúng rồi. Thì mong đợi. Ừ, đúng không? We were supposed to go swimming. Đúng không? Trong chờ mong đợi đúng không? Yes. Để được đi bơi. Nhưng mà nó có 40 km là không được đi bơi và là thằng này mong đợi sai. Đúng không? À, đúng chứ. Đúng mà, đúng không? Ừ, trong chờ mong đợi đúng mà. Rồi. Tiếp. Câu số 16. Câu số 16. Bắt đầu cảm thấy không vui. Cái chuyến đi. Cho đến khi một ai đó đã thấy một con đã thấy những con cá heo. Yes. True or false? True. Rồi, xuống xem cái đoạn này ha. Right. Mà cái chỗ I was to the play cái chỗ mà lừa lại không? I was cái chỗ mà lừa lại không? Anh ấy bắt đầu cảm thấy trong cái thời gian này nè, đúng không? By this time là ngay lúc này ha. Ngay lúc này nó bắt đầu cảm thấy khá là lạnh. Đúng không? Anh ấy bắt đầu cảm thấy khá là lạnh và thật sự bắt đầu tự hỏi là tại sao là gia đình anh ấy lại bắt anh ấy đến đây đúng không? Cái này là anh ấy cảm thấy anh ấy buồn anh ấy chán đúng không? Mà trong đề bài nó nói sao đây? Bài nói là
bỗng khuyên đang buồn thì có một người này nói cá bò cá heo. Cá heo đúng không? Dạ. Rồi. Câu số 16 đây. Paul đã bắt đầu cảm thấy không vui rồi về cái chuyến đi, đúng không? Cho tới khi ai đó nhìn thấy những con cá heo, đúng không? Rồi. Đây, ngay cái cuối cái đoạn thứ hai luôn đúng không? Cuối đoạn thứ hai đây. Anh ấy cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản đúng không? Nhưng mà khi mà có một người nào đó hét lên Dolphins, anh ấy vui. Yes. Right. Cho khi có người nào hét lên Dolphins là cảm xúc dâng trào đúng không? Right. Rồi. Vậy câu số 16 mình sẽ chọn True, được chưa? Có số 17 chu luôn, có số 18 chu luôn. Rồi, từ từ. Có số 19 chu luôn. Rồi, next. Number 17 ha, câu số 17. Paul believed the dolphins were inviting him to join them in the water. Rồi, có nghĩa là Paul tin rằng những con cá heo yes. Yes, tham gia với chúng ở dưới nước ha. To join là tham gia ha. To join them in the water. Rồi, vậy nhìn xuống đoạn tiếp theo thầy. Đoạn thứ ba. Rồi, đoạn thứ ba. Và tụi con có thấy được câu nào nó nói là những con cá heo này mời gọi anh ấy không? Dạ có. Câu nào đây con? Câu nào? Mình thấy không? Câu nào mà những con cá heo này nó mời gọi Paul tới? Ask if they were asking us to play. Yes, correct. Đúng không? Đây, câu này. Câu này nó nói là những con cá heo này, đúng không? Thì nhảy xung quanh. Xung quanh và nó như đang kiểu mời gọi anh ấy tới và chơi, đúng không? Yes, correct. Tại câu này mình chọn là True. Đúng luôn ha. Câu số 17 đúng, câu số 18 đúng. Câu số 18 này. Yeah. Rồi, câu số 18 là Paul felt that he had for to communicate with the dolphins. Yes, Paul cảm thấy là anh ấy thất bại trong cái việc giao tiếp với những con cá heo đúng không? Rồi anh ấy có thất bại, anh con nhớ lại anh ấy có thất bại không? Dạ có. Có không? Ngày nhìn lại thầy ha. Nhìn lại ha. Rồi. Ở dưới câu đó ha. Rồi. Có chỗ nào nói anh ấy thất bại không? Nè. Đập từ đại này xuống ha, đập bắt đầu từ đây xuống này. Đập từ everywhere ha, everywhere từ xuống. Hỏi là gì này? Sao không? Hỏi là. Có nghĩa là đề bài người ta nói là anh ấy thất bại trong cái việc giao tiếp với những con cá heo đúng không? Nhưng mà trong đoạn gần cuối nè, có nói anh ấy thất bại không? It's my, đúng không? Cái chỗ từ đoạn này cho đến đoạn này. Rồi, có nói cái đoạn nó có nói thất bại không con? Dạ có. Không. Ủa? Có không? Dạ có. Đâu, con dịch tìm thầy coi sao nó nói thất bại. Đang phiền sắp ở follow ăn nhưng mà nói thật tuyệt vời đúng không? Thấy amazing là thấy là thật tuyệt vời rồi. Là nghe mang cái ý nghĩa tích cực đúng không? Dạ. Tích cực, rồi. Đợi những con cá heo sắp đi thì tôi nhưng mà bỗng nhiên nó đổi là rồi. Nhưng sau đó đổi định nó. Dạ sẽ đổi định nó ha. Cái cái gì eye contact giao tiếp bằng mắt ha. Với tôi có khoảng thời gian tức là đây là tôi nhận ra chính thức là gì đó. Yes, tôi nhận ra là có liên quan gì đâu. Tôi nhận ra liên quan cái phần nào để cho đâu. Đúng rồi, đâu có liên quan cái phần nào mà nó thất bại đúng không? Thất bại cái việc giao tiếp đâu. Đúng không? Vậy con nãy là sao đây tụi con? Nó false, đúng không? Rồi. Rồi trong đoạn này nó không nói gì tới cái việc mà false thất bại trong cái việc giao tiếp với những con cá heo cho nên mình chọn false. Rồi, next câu số 19, được chưa?
Câu số 19. Đúng rồi. Chưa chắc chắn câu 19 là đúng. Đúng. Rồi, một con cá heo đã bắt trước y chang và bắt trước exactly chính xác luôn ha. Bắt trước chính xác false. Vì hiệu false. Rồi, những gì mà Paul đã làm ở dưới nước. Rồi, coi thử có đúng không nha. Có sức chăng phải chú. 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 Rồi. Rồi. Đâu, chỗ nào nó nói là cá heo bắt trước y chang và bắt trước chính xác luôn. Chị nói là đến như cái phòng mát rồi đúng không? Có chứng gì đâu. Ừ. Đúng không? Không có. Có nó bắt trước không? Có nó imitate chưa? Không. Cái này có ABC là C là doesn't say là em chọn doesn't say đúng. Doesn't say. Đâu có nói gì đến đâu. Ừ. Tại vì kêu là như cái phòng mát thôi à. Sao nó thay đổi ý định đó. Nhưng mà giờ mình vẫn giữ. Ừ. Như tiếng phòng mát thôi đúng không? Đi theo rồi sau đó nó không có đi theo nhưng mà vẫn thôi. Ừ, rồi. Nó chỉ nói là nó ở đây nè. Đúng không? Rồi, có nghĩa là nó trả lời lại cái âm thanh của Pulse thôi đúng không? Nè. So I did and actually heard making similar sounds. Đúng không? As if they were trying to answer me. Được chưa? Rồi nó chỉ nói là nó trả lời anh ấy bằng cách phát ra một cái âm thanh tương tự như vậy. Yeah, giống như vậy ha. Nó là cố gắng là trả lời. Ừ. Uh-huh. Đúng không? Ờ, đâu có nói gì tới bắt trước đâu. Vậy câu này mình sẽ chọn là false. Được chưa? Rồi, and the last one, câu cuối cùng hai, câu số 20. Đúng rồi. Câu số 20 là đúng. Hold. 20 là gì? Minh dịch lại thầy câu số 20 đi Minh. Nãy giờ chưa nói câu nào hết. Phương hài lòng. Ừ. Khi cái hướng dẫn tự nhiên cuối cùng cũng gọi họ trở lại người. Yes. Hold hài lòng ha. Hold hài lòng khi mà hướng dẫn viên cuối cùng cũng họ gọi họ quay trở lại thuyền ha. Rồi. Vậy quay lại cái đoạn văn của thầy. They asked us on our off swimming the guys called us to get back onto the boat a short time. Oh, câu 20 dịch lại là gì vậy? Câu 20 Minh dịch lại cho chị Huy nghe Minh. Hài lòng khi cuối cùng không khi hướng dẫn viên cuối cùng cũng họ gọi họ trở lại người. Yes, correct, very good. Rồi trong đoạn này có nói. Trời là phone này là hài lòng đúng không? Rồi sau đó sau một giờ đó đi bơi. Nó kêu là cái thằng đó nó kêu rồi. Tôi quay lại thuyền chứ đâu có kêu là hài lòng. Rồi tiếp câu tiếp theo. Although I have enjoyed myself. Nghĩa là enjoy là mặc dù tôi đã kiểu mặc dù tôi thích thú. Tôi thích thú đúng không? Enjoy. Đúng không? Ông tôi thích thú với bản thân tôi. Đúng không? Nhưng mà tôi không phải rời khỏi nước ha. Nó nghĩa là lên bờ để chơi lên quay trở lại. Trở về cho có lạnh. Yes, quay trở lại cái boat vì nó quá lạnh đúng không? Rồi. Vậy là anh ấy cảm thấy anh ấy lạnh rồi đi lên bờ. Nè, enjoy có enjoy là cảm thấy anh ấy thú. Please đúng không? Please hài lòng đó. Ông thích thú bản thân mình là hài lòng đúng không? Yes. Vậy câu này mình sẽ chọn là true. Được chưa được không? That's it for today nha. Ok. Đấy. Rồi. Rồi thầy nghỉ ha. Alright, goodbye, good night. Goodbye, good night, see you again. Alright, thank you. Vậy câu hỏi như được không? Yes sir.